Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Laptop AZ. Mình là Minh, một reviewer mới của kênh. Trước mặt mình đây đang là chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 2019. Mình đã gắn bó với chiếc máy này được hơn một năm nay rồi. Và hôm nay thì mình muốn ngồi ở đây để chia sẻ với các bạn những trải nghiệm của mình, để từ đó giúp các bạn có thêm những góc nhìn thực tế cũng như là đa chiều hơn về chiếc máy này nhá. Ok, bắt đầu thôi. Chiếc máy mình đang có ở đây được chạy với cấu hình là i5-9300H, 8GB RAM, 256GB SSD, cùng với đó là chiếc card GTX 1050 3GB. Thì điểm đầu tiên khiến cho mình ấn tượng ở trên chiếc máy này, đó chính là về phần ngoại hình. Tuy rằng đây là một chiếc laptop gaming ở phân khúc tầm trung, thế nhưng mà ngoại hình của máy lại được làm khá là trau chuốt, cẩn thận. Mặt lưng của máy được làm khá là mát và mịn, mình sờ vào thì mình có cảm giác thấy rằng nó khá là cao cấp so với một chiếc laptop gaming ở tầm giá này. Và phần tản nhiệt của máy cũng được làm khá là hầm hố và trẻ trung. Thì đối với mình, ngoại hình có lẽ là một điểm cộng khá là lớn của chiếc máy này đấy. Và khi mở nắp máy lên thì điểm làm mình ấn tượng tiếp theo đó chính là về phần bàn phím. Bàn phím của chiếc máy này cũng được sử dụng tông màu đỏ, khiến cho toàn bộ thiết kế của máy trở nên đồng bộ và liền mạch với nhau hơn rất là nhiều. Đó là về phần ngoại hình bên ngoài của máy. Thế còn về phần trải nghiệm, trong một năm trải nghiệm vừa rồi, mình thấy bàn phím của máy đáp ứng rất tốt toàn bộ những nhu cầu của mình. Hành trình phím rất là sâu, độ nảy phím rất là tốt, có đèn nền để giúp cho các bạn có thể làm việc vào ban đêm. Và trong một năm vừa rồi thì mình không cần phải sử dụng thêm bất kỳ một chiếc bàn phím rời nào ở ngoài cả, bởi vì là mình thấy rằng chiếc bàn phím này đã đủ để đáp ứng tất cả các nhu cầu giải trí cũng như là làm việc của mình rồi. Bản thân là một sinh viên thì mình cũng khá là hay làm việc và chơi game vào ban đêm. Thì khi mình chơi game hay là cũng như các bạn thôi thì sẽ đôi khi có một số tình huống khiến cho các bạn khá là ức chế đấy. Chẳng hạn như là chết nhiều này, đồng đội gà này, hay là thua nhiều này, hay là tạch chuỗi này. Rất là nhiều tình huống như thế khiến cho bạn ức chế. Thì như mỗi khi các bạn ức chế như thế thì thường các bạn hay làm gì ạ? Như mình thì mình hay bật chế độ toxic lên và mình ngay lập tức ngồi chửi nhau với tất cả những đứa nào mà chúng nó dám cản trở mình ở trong cái game đấy. Thì mỗi khi mình làm việc, mình gõ văn bản hay là mình chửi nhau như thế thì mình đều gõ phím với một tốc độ và một tần suất khá là nhanh. Và mỗi khi mình gõ phím nhanh như thế thì mình nhận thấy rằng không có một chút hiện tượng flake nào diễn ra ở trên bàn phím của chiếc máy này cả. Ngay cả khi mà mình tác dụng một lực khá là lớn vào phần giữa bàn phím này thì hiện tượng flake xảy ra cũng không nhiều. Đối với mình thì đồ hoàn thiện của chiếc máy này ở trong tầm giá có thể nói là khá là tốt rồi đấy. Tiếp tục nói về phần chơi game thì hiệu năng và tản nhiệt của chiếc máy này cũng là một điểm khiến cho mình khá là ấn tượng. Khi ban đầu mình mới mua về, mình có chơi một số tựa game khá là nhẹ nhàng, chẳng hạn như là FIFA Online 4 hay là Liên Minh Huyền Thoại, thì mức nhiệt độ chỉ đâu đó loanh quanh từ khoảng 65 đến 70 độ C với chế độ quạt là auto, và khi mình bật max lên thì nó còn giảm được từ 3 đến 5 độ nữa. Với mình thì đó khá là mát rồi. Và gần đây thì mình có chơi thêm một tựa game khá là hot nữa, đó là Genshin Impact. Mình chơi ở mức setting là medium thì mức nhiệt độ đâu đó chỉ loanh quanh từ 80 đến 85 độ C thôi, với chế độ quạt là auto, và đương nhiên rồi, khi bật max thì các bạn lại được giảm từ 3 đến 5 độ nữa. Mức FPS thì vẫn sẽ giữ ổn định ở 60 FPS, đôi khi nó sẽ bị tụt xuống một chút thôi nhưng mà không nhiều. Thì mình thấy là với một hiệu năng như thế thì mình hoàn toàn có thể yên tâm là trải nghiệm các tựa game mà mình vừa kể trên ở trên chiếc máy này một cách rất là thoải mái. Đó là về phần cứng của chiếc máy tính này. Thế còn về phần mềm thì sao? Phần mềm thì mình thực sự ấn tượng với phần mềm Acer Nitro Sense. Đây là một phần mềm rất là trực quan, dễ sử dụng, dễ hiểu. Mình tin là cho dù các bạn đã từng hay là chưa từng sử dụng bất kỳ một mẫu laptop gaming nào thì khi lần đầu tiên tiếp xúc với phần mềm này, các bạn có thể hoàn toàn làm quen và sử dụng được nó rất là nhanh thôi, bởi vì là nó rất là đơn giản, các bạn chỉ cần nhấn thôi. Mình có thể làm mẫu cho các bạn xem được. Đây, các bạn chỉ cần nhấn thôi, chỉ cần nhấn. Đấy, và ngay lập tức chế độ quạt được thay đổi. Và hơn nữa, phần mềm này cũng hiển thị được các cái thông số cũng như là nhiệt độ của CPU và GPU để giúp cho bản thân mình trong quá trình làm việc có thể theo dõi những cái thông số ấy một cách rất là đơn giản và dễ dàng. Ở trên là tất cả những điểm gì mình thích và ấn tượng ở chiếc Acer Nitro 5 của mình. Thế nhưng mà một chiếc máy tính thì không thể nào hoàn hảo được cả. Vậy những điểm mình chưa thích là gì? Thì điểm mình chưa thích đầu tiên, chắc cũng có lẽ là điểm mình chưa thích nhất ở trên chiếc máy này, đó chính là việc khe bàn phím của chiếc máy khá là lớn. Ở trong quá trình mình sử dụng thì bụi rất dễ bám vào những cái khe hở dưới này, và những cái vị trí này thì là những cái vị trí mà mình rất là khó vệ sinh.
Thì lời khuyên của mình đối với những bạn nào đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng chiếc máy này, đó chính là các bạn nên đi vệ sinh máy thường xuyên từ 3 đến 6 tháng một lần để giúp cho chiếc máy giữ được vẻ đẹp một cách tốt nhất. Cộng với việc là chiếc bàn phím này cũng sử dụng một cái đèn nền màu đỏ, thì đối với mình cái màu đỏ này nó khá là gắt, và khi mình làm việc vào ban đêm thì đôi khi mình hơi bị đau đầu với cái đèn nền này một tí. Thì mình nghĩ là Acer nên cho một cái màu khác, chẳng hạn như là màu hồng. Mình cực kỳ thích màu hồng các bạn ạ. Tiếp đến nữa là việc phải di chuyển rất là nhiều, đồng nghĩa với việc mình phải mang máy đi nhiều nơi và làm việc ở nhiều vị trí, và đôi khi sẽ có những chỗ mình không đủ diện tích để đặt một chiếc chuột ngoài bên cạnh để sử dụng, thì mình sẽ phải dùng đến chiếc touchpad của chiếc máy này. Và những lúc như thế thì mình cảm thấy mình công việc, tiến độ công việc của mình nó bị chậm đi khá là nhiều, và mình không thích chiếc touchpad của chiếc máy này lắm, vì là khả năng tracking của chiếc touchpad này trong tầm giá nó chưa được tốt. Đặc biệt là với những ai nhiều mồ hôi tay như mình thì sẽ cảm thấy khá là khó chịu. Thế nhưng mà đó là do mình khó tính cộng với việc là hay ra mồ hôi tay thôi, chứ còn mình nghĩ là với bạn nào mà đã sử dụng quen rồi hoặc là ít ra mồ hôi tay thì chiếc touchpad này cũng không đến nỗi tệ như thế đâu. Nhưng mà theo mình thì đối với một chiếc laptop gaming, để đảm bảo được sự ổn định tốt nhất, các bạn cứ nên cắm cho mình một con chuột ngoài. Bây giờ chuột nó cũng rẻ mà các bạn. Tiếp đến là một điểm mạnh, thế nhưng lại là cũng là một điểm mình chưa thích ở trên chiếc máy này, đó chính là về phần tản nhiệt. Thì quạt của chiếc máy này quay rất là lớn, tiếng quạt kêu to, hơn nữa là toàn bộ khe thoát gió tản nhiệt thì lại được đặt ở bên tay phải. Vậy nên mỗi khi mình làm việc gì đó nặng mà mình để quạt ở chế độ max, nhiệt độ của máy lên rất cao thì toàn bộ cái hơi nóng ấy nó sẽ được đẩy sang phía bên tay phải của mình, và cái cảm giác này mình rất là khó chịu và mình cũng không biết diễn tả bằng cái từ gì ở đây, nhưng mà mình tin là đối với những bạn nào đã trải nghiệm qua rồi thì các bạn sẽ hiểu ý của mình ngay thôi. Rất là khó chịu các bạn ạ. Hơn nữa quạt kêu to như vậy thì đồng nghĩa với tiếng quạt rất là ồn, và ban đêm thì nó có thể khiến cho bạn mất tập trung hoặc là gây sao nhãng đối với những người xung quanh. Thế nhưng đó cũng là một điều dễ hiểu thôi, bởi vì với một chiếc laptop gaming có cấu hình cao thì đương nhiên quạt nó sẽ phải hơi ồn một chút để giữ cho các bạn có được một hiệu năng tốt nhất. Và một điểm trừ nhỏ nhỏ nữa đó chính là việc chiếc máy này được hoàn thiện 100% từ nhựa, thế nên vỏ máy rất dễ bám vân tay và mồ hôi. Thì mình có một lời khuyên thôi, đó là đối với những bạn nào hay ra mồ hôi tay giống như mình thì đừng nên chơi game kinh dị nhá. Thế thôi. Và tổng kết lại thì chiếc Acer Nitro 5 này đã mang đến cho mình rất nhiều những trải nghiệm thú vị trong suốt một năm vừa rồi. Tản nhiệt tốt này, cấu hình cao này, độ ổn định này, độ hoàn thiện cũng rất là tốt này, ngoại hình đẹp và bàn phím cũng gõ cũng rất là sướng nữa. Thế nhưng mà cái gì cũng thế, cái gì cũng không thể hoàn hảo được các bạn ạ. Nó vẫn còn một số các cái nhược điểm, chẳng hạn như là tracking của máy chưa tốt thì các bạn hoàn toàn có thể dùng một con chuột ngoài. Quạt khá là ồn thì mình nghĩ là các bạn chấp nhận đánh đổi và nên dùng tai nghe trong quá trình trải nghiệm để tránh việc tiếng quạt này nó quá lớn khiến cho các bạn không tập trung được. Còn việc đèn bàn phím thì mình nghĩ là sẽ có bạn thích, và như mình thì mình chưa thích thôi, nhưng mình nghĩ là sẽ có bạn thích cái màu đỏ rất là gaming của này của máy. Và theo cảm nhận của mình thì chiếc máy này là một sự lựa chọn khá là đúng đắn của bản thân mình. Và cũng như trong tầm giá này thì mình nghĩ có được những cái gì mà chiếc máy này đem lại cũng đã là rất tốt rồi. Bản thân mình thì chắc có lẽ là mình sẽ gắn bó với chiếc máy này thêm một thời gian khá là lâu nữa. Còn các bạn thì sao? Các bạn có sử dụng chiếc Acer Nitro 5 này không? Nếu có thì hãy cùng chia sẻ với mình ở dưới phần bình luận nhé. Còn dành cho các bạn nào đang muốn phân vân là việc mình có nên sở hữu chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 2019 vào thời điểm hiện tại không, thì mình nghĩ là đối với mức giá rất tốt hiện nay chỉ loanh quanh đâu đấy khoảng độ 17 triệu thì chiếc máy này hoàn toàn xứng đáng có một chỗ đứng ở trong căn phòng của các bạn đấy. Và chiếc máy này cũng đang được áp dụng mã giảm giá AZ300 để trừ thắng trực tiếp 300.000 vào giá bán. Link chi tiết cũng như là chương trình khuyến mãi mình sẽ để dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.